Hôm nay mình qua chùa Phật các bạn, chùa Phật bên Sáng Cửu nha các bạn. Đó, quay hai con ZX 200 và con EX 200 các bạn. Hai con đang hút vét trên các bạn. Này vét quận 2 các bạn. Đó, quận 1 vét không đầy đất khô hết trơn này. Hai con đang bây giờ hút trùng nhau nè, đối đầu nhau hút các bạn. Kia không có lộn nha các bạn. Xà lan. Đây cũng xà lan không. Không có máy ủi các bạn. Quá trời mấy này xe rộng các bạn. Còn ZX200 này mình quay cũng dài video rồi đó các bạn, đăng trước lâu rồi đó các bạn. Chắc vét sơ lược lại hay sao bạn, chỗ nào còn chưa đủ cót rồi vét lại, tại vì đất bên đây múc khô chứ lâu rồi. Giờ hai con vô vét lại cho xong luôn. Xe dép một bên các bạn.
đầu con AS thì giờ bự hơn con, nó dài hơn con ZS đó các bạn, giờ ship rồi. Xà lan bỏ đất kêu hả? Bỏ đất chặt là cái quá trời cái gà của nhà em rồi, dài nó dài, bỏ tắm mé chứ cái bờ lộ thì không có chỗ bỏ, mà đây có lộ mình đi không có lộ, mà mình xong có lộ. Rồi mình cũng xin kết thúc video nha các bạn, tại vì mình quay khoảng